sông nước chảy, con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì cũng thôi. Ai đã quên ta mà cơ sao ta còn thương? Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mơ. Lỡ yêu thương người nên chờ giang dở đời ta. Dòng âm ly bãi của Hàn Quốc tiếp tục về để phục vụ quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên toàn quốc. Quý vị và các bạn lưu ý cái dòng âm ly này nó không phù hợp cho những người thích chơi bạo lực ở cái không gian ngoài trời hoặc cái không gian trong nhà nó quá là rộng, quá là đông người. Nó chỉ thích hợp cho cái không gian tầm 50m² đó lại. Và thích hợp cho anh em chơi cái âm thanh nó nhẹ nhàng, êm ái, cần độ âm thanh chi tiết cao, echo ngọt ngào. Và hát trong gia đình nó không quá ồn ào, nó không làm ảnh hưởng gì tới hàng xóm thì chúng ta nên chơi dòng âm ly này. Còn nếu anh em thích chơi bạo lực ở Mỹ thì chúng ta nên mua dòng đẩy công suất, vang và loa full. Trong cái dòng âm ly này thì nó có lẫn lộn cả dòng âm ly bãi của Trung Quốc nên quý vị và các bạn hết sức lưu ý. Viết Sơn Audio xin gửi lời chào trân trọng tới toàn thể quý vị và các bạn. Và trong cái lô hàng về ngày hôm nay, tôi có lọc ra được hai chiếc âm ly Jaguar siêu rong PA203N. Cái dòng này là hàng bãi nội địa China. Đối với dòng âm ly Jaguar siêu rong 203N thì nó khá nhiều hàng nhái. Cái hàng cao cấp nhất là hàng 203N, hàng nội địa China, đó là bản nhái cao cấp nhất. Rồi sau đó đến các cái bản nhái loại 1, loại 2. Rồi đến bản nhái của Việt Nam hay chúng ta hay gọi là hàng Sài Gòn lắp ráp. Trong cái dòng Jaguar siêu rong chính hãng của Hàn Quốc thì cái dòng 203N đời 1997 là cái hàng cao cấp nhất, được mọi người đánh giá là cái chất âm của nó và cái chất âm karaoke nó đứng đầu bảng trong cái dòng âm ly Jaguar siêu rong hàng bãi của Hàn Quốc. Và hôm nay thì tôi giới thiệu với quý vị và các bạn về hai chiếc âm ly Jaguar siêu rong 203N hàng nhái, hay chúng ta gọi là hàng bãi nội địa China. Nó hàng cao cấp của China, nó chỉ đứng sau hàng của Hàn Quốc. Cái dòng này thì nó nhập linh kiện của Nhật về nó lắp ráp, cho nên là về cái chất lượng của nó chơi rất là tốt. Và đặc biệt là cái giá thành của nó thì nó khá là thấp so với hàng bãi của Hàn Quốc. Hàng bãi của Hàn Quốc thì bây giờ như con 203N đời 97, hàng đẹp, nó dao động từ 12 triệu đồng đổ lên nếu hàng đẹp xuất sắc, hàng nguyên zin. Và hôm nay tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn một đôi âm ly 203N hàng bãi nội địa China. Về cái hình thức tổng quan như quý vị và các bạn đang nhìn trên màn hình, nó rất là đẹp. Và cái giá thành của nó cũng khá là êm ái. Về cái tổng thể mặt trước mặt sau và cái nắp của nó còn rất là đẹp. Và tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn nhìn qua cái hình thức bên ngoài. Và tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem cái nội thất của nó. Cái nội thất dòng âm ly này thì tôi đã giới thiệu khá nhiều cho quý vị và các bạn rồi. Nhưng hôm nay thì cái hàng mới về thì tôi lại giới thiệu lại cho quý vị và các bạn. Và tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem cái nội thất bên trong. Về cái nội thất bên trong thì nếu như hàng bãi nội địa China thì nó khá là giống nhau. Cái bản mên nâu thì nó khá là giống nhau. Và ngoài ra nó còn một bản mên vàng, nó giống như hàng xịn. Bên cái hàng của tôi hôm nay thì vẫn có một chiếc men vàng, nhưng tôi sẽ quay hai chiếc men nâu. Chiếc men vàng quý vị và các bạn có nhu cầu thì nhắn tin qua Zalo. Hôm nào tôi tháo rồi tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem cái máy của nó. 203N. Dòng này nó chạy xoạt trường. Nó chạy xoạt trường cho nên là nó cho ra chất âm rất là hay. Nó so với hàng chín thì nó không kém là bao nhiêu. Còn độ bền của nó thì ngang nhau. Đây quý vị và các bạn quan sát. Dòng này nó chạy tụ đai U. Tụ đai U. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn. Và chốc tôi sẽ quay từ phía sau ra phía trước. Bây giờ tôi đang quay từ phía trước ra phía sau. Đối với hàng xịn của nó thì đa số là nó giống nhau. Nó có hai loại màu mên. Một bản nội địa là màu mên nâu. Và cái bản xuất của nó là màu vàng rơm. Nó giống như hàng xịn. Cái này thì nó chạy khá nhiều linh kiện xịn của Nhật và Hàn Quốc. Đây quý vị và các bạn nhìn, layer của nó là layer Japan.
và chip của nó chip Japan. Cho nên là chất âm của nó rất là ok. Và tôi quay cho quý vị và các bạn xem cái chiếc bên này. Đây, linh kiện của nó là linh kiện Japan. Tất nhiên là Japan thì nó chỉ ghi ở trên các cái con lea hoặc các cái con chip, chứ còn trên các cái con trở nó không thể ghi được. Đây quý vị và các bạn nhìn, của Japan. Nó chạy sò trường giống như dòng 203N đời 1997 của Hàn Quốc. Nếu như người sành chơi về âm ly thì chúng ta nhìn qua thì chúng ta phân biệt được ngay đó là hàng của Hàn Quốc hay là hàng của Trung Quốc loại 1 hay là hàng của Sài Gòn lắp ráp. Và lưu ý với quý vị và các bạn là dòng này chơi chất âm của nó rất là hay. Cái giá tiền của nó rất là hợp lý. Nếu như chúng ta không có nhiều tiền thì tôi khuyên quý vị và các bạn chúng ta chơi cái dòng này. Chúng ta đánh một cặp loa bass 25 hát karaoke trong gia đình căn phòng tầm 30 mét vuông đổ lại. Cái chất âm của nó khá là hay. Và những cái dòng này thì nó phù hợp cho những người thích âm thanh hay, âm thanh chi tiết và hát nó ngọt ngào, không quá ầm ĩ. Còn những người chúng ta thích to thì chúng ta dùng đẩy công suất và loa full. Anh em cứ thắc mắc rằng là cái dòng này thì bây giờ bán cho ai? Tất nhiên là có một số anh em không mua, nhưng có một số anh em vẫn mua. Vì bên cửa hàng của tôi nhập về rất là nhiều âm ly và cũng rất nhiều đẩy công suất. Nó tùy theo cái gu của khách hàng mà mình bán. Người nào thích âm ly thì mình bán âm ly. Người nào thích to thì dùng đẩy công suất loa full thì mình bán đẩy công suất loa full. Nhưng về cái chất âm, nghe nó chi tiết tách bạch hơn thì chúng ta nghe âm ly nó vẫn hơn. Nhưng âm ly thì nó lại không đáp ứng được cái nhu cầu để chúng ta đánh to. Khi chúng ta cần đánh to thì chúng ta dùng đẩy công suất và vang và loa full nó sẽ to hơn. Cho nên là mỗi một cái gu người chơi thì sẽ có một cái mặt hàng, một cái sản phẩm để đáp ứng cho quý vị và các bạn. Và tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem từ phía sau. Tôi quay từ phía sau cho quý vị và các bạn nhìn các cái bo echo của nó. Cái dòng này là cái bản nội địa của Trung Quốc, cho nên là nó chạy cái men nâu. Cái men nâu thì nhìn nó không bắt mắt như cái men vàng. Kể cả cái hàng của Hàn Quốc cũng vậy. Các cái dòng đời đầu nó chạy linh kiện của Nhật thì đa số của nó là men nâu. Và từ đời 97 đổ đi thì nó chạy linh kiện của Hàn Quốc thì nó mới chuyển sang cái màu men vàng. Và cái bản nội địa của Trung Quốc nó cũng vậy. Cho nên là cái chất lượng của cái bản nội địa Trung Quốc này chơi rất là tốt. Và cái đặc biệt là cái giá thành của nó không quá cao. Để dành cho quý vị và các bạn, những cái người mà chúng ta thu nhập thấp, chúng ta dùng những chiếc âm ly này và chúng ta vẫn cảm nhận được cái chất âm của nó. Nó không thua kém quá nhiều so với hàng xịn của Hàn Quốc. Còn nếu quý vị và các bạn nhiều tiền thì chúng ta cứ cái hàng xịn chúng ta chơi. Bởi vì nó lệch nhau tầm 7-8 triệu bạc cũng không đáng là bao nhiêu so với những người nhiều tiền. Còn những người ít tiền thì chúng ta phải tính toán khá là chi ly trong cái thời buổi kinh tế nó khó khăn. Tôi quay tổng quan cho quý vị và các bạn nhìn. Hai chiếc nó giống nhau, rất là đẹp. Và quý vị và các bạn lưu ý là các cái dòng hàng nhái đấy thì ở trên dây nguồn của nó có cái thì nó ghi năm sản xuất và có cái nó không. Nhưng có một điều đặc biệt là ở trên dây nguồn của hàng nhái thì nó sẽ ghi Korea. Nó sẽ ghi Korea. Còn hàng xịn thì không bao giờ có chữ Korea. Quý vị và các bạn hết sức lưu ý nhé. Ở trên dây nguồn của hàng nhái thì nó sẽ ghi chữ Korea. Còn dây nguồn hàng xịn thì không bao giờ có chữ Korea. Nếu như chúng ta bị đứt, chúng ta thay cái dây tàu vào thì nó mới có chữ Korea. Đây quý vị và các bạn. Dây hàng xịn là nó sẽ có chữ Đông Ban. Còn dây hàng nhái thì trên dây nó có ghi Korea ở cái trên cái dây này. Và ở cái rắc cắm này nó sẽ ghi chữ Korea. Đây quý vị và các bạn nhìn này. Đây nó sẽ ghi Korea trên dây này. Hàng nhái là đa số nó ghi Korea trên dây. Còn hàng xịn thì không bao giờ. Và Korea cho cái rắc cắm này. Cho nên chúng ta không biết, chúng ta đi mua, chúng ta cứ nhìn thấy Korea là chúng ta cho nó là xịn. Không phải đâu. Nên quý vị và các bạn hết sức lưu ý. Nhất là hàng thấp cấp hơn, chẳng hạn như hàng của Việt Nam, thì nó còn ghi cả Korea ở trên các cái men này.
tình nhớ ấy, dẫu gì cũng xa nhau rồi. Dòng sông nước chảy, con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì cũng nhiều những tình phai đành lìa xa. Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của Vi Sơn Audio. Quý vị và các bạn hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video tiếp theo. Bao mừng ơi, vì giàu lỡ xa nhau rồi. Đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Trách ai quên tình bao ngày, chạy theo duyên mơ, lỡ yêu thương người đến giờ gian dở lời ta. Vừa rồi là tôi quay nội thất cho quý vị và các bạn xem về tổng thể của hai chiếc âm ly 203N hàng nội địa China. Thì đối với các cái phòng bé thì tôi khuyên quý vị và các bạn chúng ta nên chơi âm ly và nên chơi các cái dòng loa nằm như dòng loa BMB, BIK, loa Bose Mỹ. Nhưng mà đa số các cái dòng loa nằm như loa Bose Mỹ hoặc là các cái dòng loa như BMB252V thì nó khá đắt tiền. Và âm ly bãi của Hàn Quốc thì nó cũng đắt tiền. Nhưng khi chúng ta chơi trong các cái căn phòng bé thì chúng ta chơi âm ly và loa nằm thì nghe nó dễ chịu hơn và nó tách mạch hơn. Còn khi chúng ta chơi ở các cái căn phòng lớn thì chúng ta cần độ âm thanh lớn, ở đông người thì chúng ta nên chơi loa full, đẩy công suất thì nó đánh nó mạnh hơn. Nhưng riêng về cái chơi loa full và đẩy công suất khi chúng ta nghe bé đấy thì nó không được hay. Vì khi chúng ta nghe bé thì nó không được tách bạch âm thanh. Cái đấy phải mở cường độ mạnh thì nó mới đủ các cái giải tần. Còn nếu như chúng ta chơi âm ly và các cái dòng loa nằm thì khi chúng ta nghe bé thì nó vẫn đủ các cái giải tần, bass trung chép chúng ta nghe nó rất là mềm mại. Nhưng khi chúng ta cần cái cường độ mạnh thì nó lại không đáp ứng được. Mỗi một dòng nó có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Cho nên là tùy từng cái không gian và cái nhu cầu sử dụng mà quý vị và các bạn chọn cho nó đúng mục đích. Còn cái phòng của chúng ta bé có mà chúng ta mang một cái cặp loa full rất là to 340 vào rồi đánh đầy công suất thì rất là khó nghe. Còn nếu như cái phòng của chúng ta to quá mà chúng ta mua một chiếc âm ly và một cái loa nó bé thì nó lại không đáp ứng được âm thanh trong một căn phòng tầm 70-80 đến 100 mét vuông. Cho nên quý vị và các bạn mua thì chúng ta nên cân nhắc đúng cái nhu cầu mục đích sử dụng. Và đặc biệt là chúng ta không nên mua các cái dòng loa chuyên về nghe nhạc, về hát karaoke. Vì nó không chả đáp ứng được hát karaoke, chúng ta hát rất dễ bị cháy loa. Cho nên quý vị và các bạn phải phân biệt được thế nào là loa nghe nhạc và thế nào là loa vừa hát karaoke vừa nghe nhạc. Cái này là rất nhiều người nhầm lẫn. Và cái người bán người ta không tư vấn chính xác là người ta bán cho quý vị và các bạn cái loa chuyên về nghe nhạc để cho quý vị và các bạn hát karaoke.
thì quý vị và các bạn về chúng ta hát mạnh một cái là nó sẽ cháy cái chép, nó không chịu tải được như dòng loa karaoke. Nó cũng như các cái dòng âm ly chuyên về nghe nhạc, khi chúng ta lắp sang hát karaoke thì nó sẽ không chịu tải được vì âm ly nghe nhạc công suất nó rất là bé. Và cái dòng loa chuyên về nghe nhạc nó to xác nhưng công suất của nó cũng rất là bé. Còn cái dòng loa chuyên về karaoke nó rất là bé nhưng cái công suất của nó lại khá là lớn. Cho nên quý vị và các bạn đừng có nhìn thấy tưởng to mà công suất lớn, mà đừng nhìn bé mà tưởng là công suất nó nhỏ. Đấy là cái sai lầm khi chúng ta đi mua mà không được cái người bán người ta tư vấn cho thật lòng, là chúng ta hay mua lẫn lộn, không đúng mục đích, về sử dụng là rất hay bị hỏng hàng. Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do Viết Sơn Audio làm tiếp theo. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng, xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình. Cửa hàng của tôi sẽ ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Ngoài cái dòng 203N thì bên cửa hàng của tôi vừa về được hai chiếc âm ly 506 hàng bãi nội địa Trung Quốc. Cái giá của nó cũng khá là hợp lý cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình để tránh các cái trường hợp lừa đảo bán hàng mượn danh uy tín cửa hàng người khác người ta bán hàng. Cho nên là quý vị và các bạn khi mua hàng, một là nhắn tin qua Zalo theo cái số máy đang hiện trên màn hình, hai là quý vị và các bạn nên gọi điện trực tiếp. Thì nhiều người là mua cái hàng ở đâu rồi sau là đến hỏng hàng phản ánh là mua bên cửa hàng của tôi, thì tôi xem lại là không phải hàng bên cửa hàng của tôi bán mà cái hàng một đơn vị nào đấy người ta mạo danh người ta bán. Cho nên quý vị và các bạn mua hàng thì không tiếc gì một vài nghìn điện thoại, quý vị và các bạn gọi điện hỏi hàng, tôi sẽ báo giá. Thậm chí là quý vị và các bạn bảo máy không có tiền thì tôi sẽ gọi lại cho quý vị và các bạn. Hoặc là quý vị và các bạn nhắn tin qua cái số Zalo 0978527827 thì có cái hình ảnh của tôi ở trên cái Zalo đấy. Hoặc là quý vị và các bạn chắc ăn nhất là quý vị và các bạn gọi Zalo hình ảnh để nhìn thấy cái mặt của tôi thì nó mới không bị nhầm lẫn được. Bây giờ là rất nhiều các cái đơn vị người ta mạo danh, người ta bán hàng lừa đảo, người ta lấy cái danh nghĩa của các cái đơn vị uy tín rồi người ta đưa cái hàng của họ tới, nó rất là nguy hiểm cho người mua và người bán. Một lần nữa, Viết Sơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Viết Sơn Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.